Đó, cái đỉnh núi kia đây. Chút nữa leo một vòng lên trên đây. Đang thay giày chuyên dụng luôn. Ông này cũng leo núi suốt ngày. Ở đỉnh núi gặp nguyên con ếch to chà bá luôn này. Chỗ mà người ta ghi giấy xong người ta bỏ vô, để cho những người leo núi mà ví dụ như thất lạc á, thì người ta sẽ căn cứ vào tờ giấy đó để người ta truy ra cái là mình đi theo cái đường nào, rồi mình leo núi bao nhiêu người, địa chỉ ở đâu. Rồi bây giờ anh em chúng tôi bắt đầu leo nè. Nó có cái mai cái quan sở, con nuôi giama ở tổ nan metolu đấy cả, ta cả sa cả, học bia cứ, mấy sao ta cay, núi này cao 800 m, nhưng mà tôi cứ tưởng là 300 m. Giờ leo được chắc còn cỡ 10 m rồi đó. Còn lại 790 m nữa. Giờ chiều cao còn 790 m nữa. Mấy cái quan sát nan sai đấy cả, xin mời xem. Nan sai đấy cả. Ông già này là ông 77 tuổi rồi, nhưng mà ông leo núi cực kỳ khỏe. 77 tuổi mà ông leo lên ngọn núi là cao 800 m. Vậy là tính ra là nó gấp 2.5 lần núi Bà Đen hả? Gì? Núi Bà Đen là 300 m sao á? Núi Bà Đen 1.000 m. Gì? Em đi rồi. 1.000 m còn nữa đó. Ngàn mấy hả? 1.000 m, 1.000 m là chỉ lên tới chùa Bà thôi. Ô vậy hả? Còn lên nữa. Thì phải lên nó kiểu nó mới làm thang thì nó. Cái đường leo núi này thì người ta không có độc đẽo đâu, người ta làm lại để cho dễ leo đâu, người ta để hoàn toàn là tự nhiên hết. Cái này là đường leo núi hoàn toàn tự nhiên, không có gia công bất cứ chỗ nào, để cho những người leo núi người ta cảm giác một cách là rất tự nhiên. Lấy cái dây buộc thằng ấy lại. Ở đây đứng chụp hình lên lẹ. Khi nào mà đi khuất bóng em thôi đấy. Lạc là mệt đấy nha. Không được khỏe. Lên đi. Cái này cái này núi nó cứ thẳng đứng nhìn ghê. Thắng vừa đi vừa tác nghiệp làm phim. Trên đường đi người ta có làm mấy cái dấu mũi tên để cho người ta biết đường đường nào, với lại trên mấy cái tảng đá người ta cũng sơn lên này. Cái này là những người ta đi người ta sơn thôi, chứ không phải là cơ quan phụ trách người ta làm. Do đi đường này là nó có rất như là ngã đường lên đó, nên nó rất là dễ bị lạc. Toàn là rừng núi tự nhiên, không có
sửa sang hay là không có đắp thêm cái bậc thang gì cho đó là đi rất dễ bị nhầm. Cao vô này. Lên thôi. Đây vừa. Cao lắm. Đây là tôi quay xuống này. Sao lắm, tít này. Chúng tôi đang càng ngày càng tiến gần đến đỉnh núi. Chưa đâu cưng. Còn khá xa đấy. Cái này là mới là cái đoạn đi dễ thôi nha. Chúng ta mới đi được có 15 phút còn một tiếng. Thêm một cái mũi tên này nữa. Giờ phía này nó có một cái con đường đi nữa nhưng không biết là đi hướng nào. Chứ còn để leo đỉnh núi thì bắt buộc phải đi theo những cái dòng mũi tên này. Từ này nhìn xuống làm những cái vực. Vậy. Thật ra lâu lâu mới leo núi mà ngày mai đi làm chắc đứng chân rung luôn á. Mà leo núi không phải leo núi thoải thoải này chứ. Chọn cái quả núi thẳng đứng. Đâu được chọn đâu. Cái này là ông rượu này. Này là nhắm mắt đưa tay đó. Leo núi, chọn quả núi này là thuộc dạng anh không được lựa chọn này. Khá mệt đấy. Mới leo giờ chắc cỡ được 100 mét rồi. Khá mệt. Toàn dốc đứng thôi. Ông lên tới rồi đó. Giờ mấy anh em là để leo tới đây rồi. Giờ ông ơi. Rồi mình leo. Tiếp tục thôi. Leo thêm một tí xíu nữa là nó có một cái chỗ chỗ nghỉ để mà xả hơi một tí. Mệt lắm. Chúng ta bây giờ đi. Không mất tài cài giờ. Click à. Giờ là lên thêm được một tầng nhỏ nhỏ nữa rồi. Còn khá cao. Bên này nó không có thêm một cái đường nhỏ nhỏ này. Nguy hiểm lắm. Đây là thấy dấu vết khủng long. Trên này có thông điện thoại gì anh hả? Có thằng em đi trước kia. Đây bàn chân khủng long đây rồi. Trên này hả? Có chứ, có sóng thoại chứ. Càng cao mà nó sóng. Nhật Bản mà, đâu có chỗ nào không sóng đâu, chỉ có nước đi xuống tàu điện ngầm thì không có thôi, chứ còn chỗ nào không có. Lúc đã treo leo. Ở đây là cái đường đá tự nhiên luôn này. Toàn đường đá tự nhiên không. Do đó là những cái viên đá như thế này thì người ta không có dọn dẹp này. Do đó là người đi trước là rất là cẩn thận. Chứ không thì đạp đá là như là văng xuống người đi sau rất là nguy hiểm. Leo lên tới này bắt đầu mới thấy nắng này. Chứ cái khúc dưới này trời ơi. Âm u thế ghê. Giờ nắng đây. Cái đỉnh núi nằm phía bên kia. Còn khá xa do phải đi theo một đường vòng này này. Khá xa đấy. Thôi tiếp tục đi. Để chứ không tay kia đi trước nó đi luôn bây giờ. Cái đoạn chỗ kia là đoạn là dừng chân nghỉ ngơi này. Giờ lên thêm tí xíu nữa mọi người à, dừng chân để nghỉ ngơi thôi. Mệt lắm rồi. Mới đi có 10-15 phút mà leo lên ào ào ào. Mệt chết được. Trước đi. Lên tới này hỏi em là ai. Không khéo ma nữ nữa, mệt lắm. Giờ đó không leo được. Ví dụ như có em khỏa thân nằm đây mà em đu trên ngọn cây thì sao? Đu ngọn cây thì thôi nhìn thôi. Ra đợi tôi nên cứ kê. Mà hiểu rồi đó hả? Để đứng hình luôn. Ô còn 47%. Ôi kì lệ thế rồi. Cái này là quay toàn cảnh. Kì lệ. Cái kia rồi. Bảnh cho bảnh. Ôi cô đơn rồi còn. Nối đây. Cô nó bổ chịu. Chân nó bổ chịu. Hai. Tên Bồ Đà, tên Bồ Iwa là nơi để mà người ta ngắm cảnh chỗ khu vực này. Giờ anh em đang nghỉ ngơi đây. Tranh thủ tự sướng nha. Mày có qua xem ở Kono Yama Nankai Noborimasu ka? Mo 7 ka 8 ka. 7 ka 8 ka ぐらい?
若い時からですか? そうや。あの岩は登る人はあんまりないです。僕は2回目です。今回2回目です。でもそれもほんま嬉しいですよ。ロープかけてのあらこ登っていく人はね。 Thì mấy người chơi thể thao mạo hiểm á, là người ta đu dây lên đó đó. Con được đi cái đó. Giờ là 11 giờ rưỡi trưa. Là khoảng cỡ 12 giờ rưỡi là đến cái đỉnh núi này. Còn khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa. Nãy giờ mình leo được có 25 phút rồi. 25 phút rồi, nãy giờ nghỉ 5 phút rồi đó. Lúc mà lên đây đặt chân lên đây. Thì bây giờ từ đây lên kia còn khoảng cỡ 1 tiếng đồng hồ nữa. Thôi đi lẹ cho mình lên thấy rồi. Rồi, tiếp tục hành trình. Đã không? Cậu kia lúc nào đi nhanh nhỉ? Vác ba lô hai chai nước 2 lít hả? 2 lít với một đống thức ăn trong đó mà đi ào ào. Việt Nam mới qua còn khỏe quá. Phải làm thêm 1 2 năm nữa là bắt đầu là đuối. Hoang giờ lão tướng rồi, giờ đó là đang đuối rồi. Mà pin nó chỉ được 15 phút thôi à? Đúng rồi, bởi vì là nó dùng pin nhanh lắm. Nó dùng đồng. Thấy pin nó có rơi không? Pin thì nó rớt kìa. Mình quay về thôi. Đâu còn quay qua cánh quạt nữa đâu mà không bay. Nó đang bay mà ấy, mình biết chứ mình chơi nhanh thì mình thường mình canh được. Lại mệt nữa rồi. Nhanh mày anh. Tuổi già sức yếu. Nhìn lần trước kìa. Thì do đó mới nhìn thấy ông này rồi mình cảm thấy mình xấu hổ nè. Ông 77 mình mới có mới qua tuổi băm mà dây rồi. Cái là mình đánh giá được cái hiện trạng tại sao tuổi thọ trung bình của người Việt Nam thấp hơn người Nhật cao ha. Tuổi thọ quá cao của người Nhật. Mỗi ngày chúng ta chỉ cần leo đây một lần. Mỗi tuần leo một lần là... Cứ mỗi tuần leo một lần hả? Không, khá khỏe đó. Trước ổng bị cứng. Cái khúc này là giờ nhìn xuống là những cái cây này thẳng tắp. Nhìn cao kia luôn chứ đâu. Này mười mấy 20 mét á. Không tới đâu. Hả? Tới đấy, nhìn chỗ nào. Càng ngày âm thanh nói chuyện nó càng nhỏ xuống. Chính xác ông ơi. Lên tới trên này thì chẳng ai muốn nói chuyện nữa. Phải quá. Giờ tập trung lúc đầu thì hưng phấn. Thằng kia đâu rồi? Ôi! Trả lời tiếng cho biết nằm ở đâu chứ? Cái tomate. Cái sao mình chỉ tìm ra khai ra rèn đó. Sô nè. Có cái đang chỉ tìm ra. Căn cá rồi rồi. Mà tomate. Ủa, mình chỉ tìm ra là mua. Ông đang kể về cái câu chuyện mà trước kia ông là 2-3 giờ sáng ha, 2-3 giờ sáng là ông tự mình ông đeo cái đèn pin trên trán á, rồi ông leo lên cái ngọn núi này một lần này. Ông này cũng... ông nói là trong lúc leo mà lỡ mà gặp cái con nào mà mặc đồ màu trắng mà đồ lùn lẻn chắc ông chết á. Vô bếp đây. Tiếp tục lên rồi. Này là đất này cực kỳ tốt luôn ha. Ừ, này toàn là đất tự nhiên không anh nghĩ. Cây này hay tốt đó. Chết. Chỗ này nó có mấy cái cây bạc gốc này. シカですか? シカ。シカ。
Ông nói trong cái vùng này thì vẫn còn con hươu. Con hươu, hươu hoang dã. Thực chất là trong núi này là heo rừng có rất nhiều nha. Ban ngày không thấy đâu, nhưng mà ban đêm thì heo rừng nó ra khu vực này nhiều lắm. Heo rừng á. Ồ, cái đoạn này khá dốc. Thẳng đứng luôn này. 60 độ đấy. Dốc cao 60 độ. Trước đi. Chưa đâu, mới chưa xin nhê gì mà. Lúc nào cũng đòi thỉnh nhân kinh được à. Lúc nào. Người mà... người đi đâu là người rất quan trọng nha Hoàng. Chân kinh trên đỉnh núi, trên đây nó có một cái miếu. Đây đây. Này giờ leo cái con dốc 60 độ này. Giờ còn chưa lên tới đó, vượt qua được chục khúc đó. Còn chục mét nữa. Không đi xuống thì nó dễ hơn tí, do mình đi cái đường khác chứ không đi đường này. Đi xuống thì mình đi men theo cái đường thác á, thác nước á. Mình đi theo đường này. Đẹp. Đi này mình tốn tiền hả? Không, vắt không à. Ừ, mùa này vắt không à. Em mà xuống tắm là vắt nó bu kín người á. Né chỗ mái nước ra chứ không, vắt ghê lắm. Thực chất ra cái ngọn núi này thì một năm trước tôi có leo lần rồi, rồi tôi cũng đi theo cái ông này này. Nhưng lúc đó là tôi chưa có công ty mình làm clip để mà cho các bạn. Năm nay thì bắt đầu tôi làm, do đó là tôi quay lại những hành trình như thế này để cho các bạn thấy là cái cuộc sống ở Nhật nó như thế nào. Mặc dù là làm việc vất vả, nhưng mà ngoài thời gian đó ra vẫn còn những thời gian rất là vui và nhiều kỷ niệm cùng với anh em tôi người sinh và với người Nhật. Tôi làm clip không có chuyên nghiệp, cho đó là nhiều khi có những đoạn rất là kỳ cục, nó thẳng ra là kỳ cục và nó không có ăn nhập gì đó. Thì giờ thực ra cái kiểu đó là nó thì kiểu dạng như là người ta cho thằng Linh lên trên kiệu đó, người ta vác đi quanh xóm làng á, có nghĩa là để cho những người ta không có điều kiện đến chỗ đền thờ á, là người ta vẫn cầu nguyện được đó. Ừ, cái đó là ý nghĩa của nó đó, do đó nó mới vác đi vòng vòng ấy. Vừa mới thoát qua được con dốc cao kia, giờ là thêm một con dốc nữa rồi. Anh ở trên chỗ Tây Nguyên dễ mà anh chưa bao giờ đi hái sim nha. Mặc dù sim rất nhiều, toàn là cứ đi mua về ăn không. Sim là... Ừ. Tụi anh toàn là đi hái mấy quả cò ke kiết rồi đi về cho ống thục không à. Thôi, tới chỗ mình đắp băng để mà nghỉ ngơi rồi. Ôi đẹp quá. Không cần đây. Bữa nay làm một bộ hình chắc đẹp. Rồi. Tiếp tục hành tìm. Cái này vừa đi vừa tranh thủ nghỉ ngơi chứ không mệt lắm nhỉ nó. Chỗ này là lên nữa, giữa lưng chừng núi nó có một cái con đường mòn nhỏ nhỏ. Đi đằng bà nghỉ ngơi một tí xíu để mà chinh phục ngọn núi trước mặt kia, bắt đầu lên nữa đây này. Kinh khủng rồi đó. Giờ bắt đầu là mới gấp đây. Lên cao nữa. Ồ, ghê chưa? Lên đó. Cái này mới dốc này. Giờ leo lên đây. Xô rồi này. Ồ, vẫn còn cao lắm. Này, thêm một cái dấu á, để đi đây. Nó chạy đeo theo đúng đường.
trên núi này mà đi lạc cái là thôi á, không biết đường nào về. Do này núi nó cứ trùng trùng điệp điệp á, phải đó. Mình sắm cho cái cây chết leo chuyên dụng luôn. Đây là đầu tiên trải nghiệm bữa đi lên núi mà hoang sơ kiểu này luôn á. Đúng rồi. Giống như là được thả về với rừng ấy hả? Thả mình vào thiên nhiên. Đây là kêu là cho về với khỉ nè. Cào lá. Đường xá xa xôi. Thêm một dấu tích đây, thêm một cái đường chỉ dẫn đây. Hôm nay nhiều người đi mà nãy giờ người ta đi đâu hết trơn rồi nha, mình không thấy một ai luôn á, chỉ có đoàn mình không à. Nhưng mà anh Lâm có công nhận là nhìn vòng vòng đây không thấy rác đúng không? Đúng rồi. Từ nãy giờ mình lên mấy trăm mét rồi đâu thấy rác đâu. À. Leo trên núi này mặc dù là rất nhiều người đi nhưng mà hoàn toàn không có rác nha, và không có một người quản lý nào. Đấy là người ta nói về cái ý thức của người Nhật. Đi đến đâu bỏ rác vào lô đem về nhà. Hy vọng là các bạn cũng như thế. Bởi vì cái những nơi này mà dục rác thì theo năm tháng thì rồi nó không còn được cái gì loại là sạch sẽ nữa, dơ lắm. Cái đoạn này dốc cao cực kỳ luôn nha. Đoạn dốc cao lắm. Xem người leo cái này. Cái này dốc cao chắc cỡ đó 70 độ chứ không phải giỡn đâu nha. Dốc cao kinh á. Dốc thẳng đứng luôn đó. Để ăn sống được mà. Nhưng kiểu là nó đừng có hư là được. Giờ em nó hái được quả thật dễ. Này, cao thế này cơ. Cái đoạn này rất là nguy hiểm này. Rêu nó bám trên đá không? Phía này là vực này. Ừ, hình như nó đó, hình như đó. Ồ, đi đâu nguy hiểm quá. Để tôi qua nha các bạn. Nguy hiểm lắm. Vật này này. Ôi, cái tiếng đá này là. Nó chỉ có một cái mỏm này thôi. Tì đá này. Đây. Cái đoạn này nó rất nguy hiểm. Cái này vật sâu. Rồi, tới đây. Mấy cái đây mà cứ hốt xác luôn á. Rồi. Giờ là tới đoạn leo dây đi xuống đây. Giờ tới đoạn này là gấp, cho đó là người ta phải làm cái dây dây để người ta đu đeo lên này. Đây một dây này. Cảm ơn người nó leo đây. Chờ làm đây, cẩn thận nhá. Làm né em bay qua luôn. Thôi, rồi đó anh né đó, em bay qua đây. Kinh công, kinh công. Em bay qua đi. Kinh công. Giờ tiếp tục lên đoạn này. Đoạn này nước không nha, nắm dây mà đi á. Phía ngoài này thì nắng rất là gắt nhưng mà phía trong này là mát cực kỳ. Mồ hôi nhẹ nhại nhưng mà nó không còn nóng lắm. Mát. Nghe tiếng người hả? Ồ. Mấy năm trước bên mình phát hiện ra động Sài Gòn. Lúc đấy là đi vào cửa là không phải 3.000 đấy. Giờ là tới điểm dừng chân này. Trên kia là có mấy người ta ngồi sẵn trên kia rồi này. Hẹn thôi.
con đi vô xin rồi người ta nhìn chưa đến em chưa chuẩn bị đồ xong mới. Ủa, nói em đem theo khăn đâu mà. Khăn em không đem ha. Quay trời. Ừ. Quay thôi. Ừ. Quay. Này nó có nguyên một vách núi này. Cái này nó la lại bên này, mưa thì chui vô trong đấy là ok luôn á. Trong này là nếu như mà thằng nào lạc là vô này sống luôn đó. Ừ, phố thanh người rừng là sống trong này luôn á. Giờ đó là anh em nhớ vị trí này nha. Toàn đáng không? Này đi. Ừ, cái này nguy hiểm đó. Ồ, nguyên cả một nạ to. Hay. Trên này nó có một cái miếu. Miếu ở đây. À, nó là miếu. Thì chắc là nó thờ thần núi vậy đó. Mizu. Nó cái miếu. Chắc là người ta thờ. Trên này nó có mấy cái chưa biết này. Là những người ta leo lên bắt đầu người ta ghi lại để người ta làm kỷ niệm đó. Còn có nhiều người bồng bột làm như Việt Nam nhỉ. Ghi tên tuổi. À, chỗ này nó có mấy cái dây đúng rồi nè. Đó, người ta leo núi mà hiếm là leo bắt đầu từ đây người ta leo tới đỉnh luôn sao á. Leo đây luôn anh, này đây nè. Ừ, thì người ta có cái dây đó, người ta đóng cọc luôn đó. Mấy người kia là bắt đầu người ta lên tới rồi đó. Tiếp tục thôi. Nhưng mà sao? Nâng cả cổ nô hên cả lao ấy rồi, nâng cả đô cổ hê bì imas này. Hay nâng cả cổ nô hên rồi. Ờ, bắt đầu từ đoạn này trở đây á, là bắt đầu là có rắn độc. Là người ta gắn mấy cái tấm bảng cảnh báo. Đây chú ý là có rắn độc. Ừ? Đây, này đánh không? Đánh dấu hả? Chùa ghê. Đi đường về. Phần ghi tên vào đây nữa. Ôi trời ơi. Ghi tên vào. Được gì không? Xem nhớ một tên cho bà nữa. Không, nãy rồi. Rồi. Cao cao. Hay. Nói tên một tảng đá khá to. Đều khá gấp đấy. Tôi leo qua rồi lên đấy để tôi nghe. Còn mấy người gì tiếp đây? Lên rồi. Hả? Hay. Giờ tới cái đoạn à. Có một cái khe núi đây. Khe núi là leo khe này đây, lên tới kia. Giờ ông đang leo trước. Đoạn này mà mình cầm cái máy đi theo thì hay quá. Gậy không được không? Đi rồi. Ông leo tới kia rồi kìa này. Hay. Dừng băng đấy. Chắc tao kỳ sĩ. Em lên trước hay sao? Ừ, để anh lên trước cho. Em lên dưới đây. Cái này phải leo từng người, người chứ leo hai người không được đâu.
Em quất cho cái cây nằm chắn ngang đó là nó kẹt lên giữa đường không biết gỡ ra của nào. Rồi, chờ tới phiên tôi.